Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Dớ Dẩn Vlog. Khi mà mình thực hiện vlog này cũng là lúc mình vừa mới từ công ty về. Thực sự quả là một ngày nóng đực, người ngợm thì bẩn thỉu, quần áo thì sộc sạch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tuy nhiên mình vẫn phải phóng ngay về nhà thực hiện một trọng trách cao cả, đó chính là chuẩn bị bữa tối cho anh bạn nhỏ này. Ngày hôm nay trước khi đi ra khỏi nhà thì mình cũng đã chuẩn bị bữa sáng no nê cho anh bạn ấy rồi. Tuy nhiên cả một ngày ở nhà chỉ có uống nước thì chắc chắn giờ này Bobby cũng đang rất là đói. Vậy chúng ta cùng khám phá xem trong tủ lạnh ngày hôm nay mình còn cái gì để có thể nấu được bữa tối cho Bobby nhé. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem là liệu trong tủ bếp của Đức ngày hôm nay sẽ có cái gì. Ở trên ngăn tủ đồ khô thì chúng ta vẫn còn một ít đồ ăn khô, là những hạt thức ăn khô cho Bobby. Nhưng có lẽ buổi tối thì nên cho cậu ý ăn cái gì đó thịnh soạn một chút. Nào, cứ thế mát là đứng ra đây thôi. Bobby! Như vậy là trong tủ mình vẫn còn một ít gà xay. Vậy thì mình sẽ nấu gà xay cho Bobby nhé. Bobby là giống chó Corgi, hiện tại là mới được hơn 2 tháng tuổi. Vì vậy thì Bobby chưa ăn được quá cái nhiều đồ như là đồ tanh hoặc là đồ mỡ. Với giống chó Corgi này thì các bạn nên hạn chế cho chúng ăn những cái đồ sống nhá. Và thực sự thì bản thân chúng cũng không thích ăn đồ sống đâu. Và nên là với những thứ như là thịt, rau củ các bạn nên trần qua nước sôi. Và mình ở đây ngày hôm nay thì có mua cho Corgi thịt gà xay. Các bạn có thể tham khảo một số những cái hội nuôi chó mèo ở trên mạng, ở trên Facebook đó, thì sẽ có rất nhiều các bạn là bán những cái thứ như là thịt gà xay, trứng gà tắc, trứng vịt lộn dành cho thú cưng. Ở đây thì mình mua món thịt gà xay này với giá là 20.000 một cân. Thực sự thịt gà xay thì đối với động vật sẽ là món khoái khẩu, vì thịt gà xay thì vừa bổ sung protein, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, mà ăn thì phân thì lại sẽ không bị quá là mùi. Đối với thịt gà xay này thì mình sẽ không để trong ngăn đá mà mình sẽ để ngăn mát. Và các bạn lưu ý là nhớ bọc kín cái nồi này vào, nếu không thì nó sẽ bị mùi, bởi vì cái gà này thì cũng sẽ để một thời gian mà mình mùi nó sẽ ra tủ lạnh, ảnh hưởng đến các cái đồ ăn khác của mình. Với thịt gà xay thì mình chế biến rất là đơn giản thôi, mình cho lên chảo đảo qua và mình sẽ bổ sung thêm một ít hạt nêm hoặc một chút xíu gia vị vào. Đặc biệt là với chó nhỏ thì các bạn không nên cho chúng ăn quá mặn nhá, nếu không thì chúng sẽ bị khát nước và sẽ bị rụng lông rất là nhiều. Thịt gà xay này thì thực ra là không quá đắt, được quảng cáo là thịt gà tươi, nhưng mà bản thân mình có hơi lo lắng là cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ của gà này như thế nào. Tuy nhiên là theo đánh giá recommend của rất nhiều bạn thì cái người bán hàng cho mình là một người rất là uy tín, cho nên là mình cũng thử mua về cho Bobby nhà mình ăn xem thế nào. Thịt gà xay cũng không quá là đắt, chỉ 20.000 một cân gà tươi, cho nên đợt vừa rồi thì mình cũng đã mua về cho Bobby 4 cân để tủ lạnh trong ngăn mát để dùng dần. Mình có để sẵn thịt gà xay ở trong cái nồi như thế này, và mỗi lần Bobby ăn thì là mình sẽ xúc đầy ra cho một bát như thế này thôi, là thực sự đã đủ cho một bữa rồi. Nhớ là rửa cho sạch chảo nhé. Sau đó thì bắc chảo lên trên bếp. Bếp nhà mình là bếp từ cho nên là mình cũng phải chọn mãi mới được một cái chảo, nó là chảo từ phù hợp với cái bếp này. Tại vì không phải là chảo nào cũng có thể là để lên trên được cái bếp này cả. Để cho chảo nhanh chín. Anh chờ ăn đúng không? Đói chưa? Ok. Sau khi chảo đã nóng đều rồi thì mình sẽ đổ một chút xíu dầu ăn vào. Như mình đã nói thì Corgi thì không nên ăn thịt tanh hoặc đặc biệt là cả thịt mỡ, tại vì là Corgi thì là một giống chó rất dễ là béo. Nếu như các bạn không có thời gian mà thường xuyên chỉ nhốt Corgi ở trong nhà hoặc là trong lồng, ít được vận động thì giống chó này cực kỳ là dễ béo. Sau khi mà đã cho dầu ăn được nóng lên rồi thì mình sẽ bắt đầu đổ cái gà xay này vào trong nhé. Đổ cùng nó. Ừ,
thật sự thì cái gà xay này nó có một cái mùi nó hơi gây gây một chút. Một số người thì bảo là bình thường, nhưng mình thì mình không thích cái mùi này lắm. Cho nên là mình sẽ bật cái quạt thông gió này lên. Không biết là liệu Liên Vlog này có ồn hay không. Với món gà xay này thì chế biến không cần quá cầu kỳ, các bạn chỉ cần cho lên trên chảo và đảo tay liên tục như thế này thôi. Các bạn cứ đảo đều và cho nó san đều ra chảo như thế này, đừng để nó vón cục lại nhé. Khi mà gà xay màu đã đảo sang đậm đậm như thế này rồi này, nói chung là đậm đều rồi, các bạn không còn thấy màu đỏ trong chảo nữa, thì bắt đầu là các bạn cho một chút gia vị vào. Như mình thì mình sẽ cho ít hạt nêm cano vào. Tất nhiên là mình sẽ không cho Bobby ăn hoàn toàn 100% thịt, mà mình cũng sẽ kết hợp với cả một số đồ khác. Như ở đây thì mình đã có ít thức ăn khô, mình sẽ để một ít vào đây. Dạ dày của Bobby thì vẫn chưa được cứng cho lắm, cho nên là với cái thức ăn khô này mình sẽ ngâm nước để cho nó ẩm và nó mềm ra, thì lúc đó thì Bobby sẽ dễ ăn hơn. Sau khi ngâm nước được một lúc xong, rơi vào khoảng độ 1 phút đến 2 phút thì những cái thức ăn của cho Bobby cái dạng khô này này nó cũng đã mềm lên rất là nhiều rồi. Đợi cái món này nó cũng đã nguội bớt rồi, mình sẽ đổ vào cái bát thức ăn riêng của Bobby nhé. Để Bobby không chỉ ăn mỗi cái gà xay này mà còn ăn cả hạt thì mình sẽ trộn đều lên như thế này. Một số bạn hỏi mình là đối với chó corgi nhỏ thì một ngày nên ăn bao nhiêu bữa, hoặc là nên ăn khối lượng bao nhiêu là vừa đủ. Thì mình xin trả lời luôn là mỗi ngày một chú chó corgi cần ăn với một khối lượng bằng 2.8 đến 3% khối lượng của cơ thể. Để mình lấy ví dụ, một em chó corgi nhỏ khoảng 5 cân như là Bobby với khối lượng 3% cơ thể thì các bạn sẽ cho chú ăn là 5 x 3% bằng 150g. Và với khối lượng như vậy thì các bạn có thể chia đều từ 2 đến 3 bữa. Đối với chó nhỏ hơn thì có thể ăn 4 bữa trong ngày. Như vậy là có thể đủ dưỡng chất cho chúng thoải mái hoạt động cho cả một ngày dài. Ngoài ra thì các bạn đừng quên là cho chó corgi của mình ăn thêm nhiều vitamin và chất xơ. Vitamin và chất xơ thì sẽ có nhiều ở trong các loại rau củ. Các bạn có thể mua một số các loại rau củ khoái khẩu của bún như là củ cải, củ cà rốt, hoặc là su hào về ninh hầm nhừ lên, hoặc là luộc mềm ra. Và nói chung là hạn chế các cái món liên quan đến dầu mỡ để tránh béo phì. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Như vậy là mình đã có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhọc. Thực ra buổi tối thì mình ăn cũng không nhiều lắm, tuy nhiên là bữa tối của Bobby là vô cùng quan trọng. Và đối với cả các chú cún nhỏ của các nhà, các bạn cũng vậy. Các bạn cũng đừng quên là cho chúng ăn. Ngoại trừ khi là các bạn quá bận rộn thì hãy nên nhờ người thân quen để đến chăm sóc cho chúng nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của mình để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Mình và Bobby sẽ cùng đồng hành trong các series về chăm sóc chó. Xin cảm ơn các bạn.